Minh Toàn xin trân trọng mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang có mặt tại Hà Nội, và cụ thể hơn là Minh Toàn đang có mặt tại chợ Phùng Khoang thuộc quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và bây giờ đây là trong chợ Phùng Khoang này, Minh Toàn như đã giữ lời hứa với quý bà con cô bác là Minh Toàn sẽ có dịp vào chợ Phùng Khoang để gửi những cái hình ảnh của về chợ Phùng Khoang đến quý bà con cô bác, hoặc là những nhất là đặc biệt các bạn sinh viên mà đang sinh sống ở Hà Nội để biết cái tụ điểm mà mua sắm ở Hà Nội. Thì hôm nay là Minh Toàn trực tiếp là đột nhập vào chợ Phùng Khoang, và bây giờ xin kính mời quý bà con cô bác hay cùng với Minh Toàn chúng ta khám phá một vòng chợ Phùng Khoang nhé. Đây, trong chợ Phùng Khoang thì bán rất là nhiều đồ, trong đấy là có cả giày dép, quần áo, tất cả các mặt hàng luôn, thắt lưng, dây da, túi sách rất là nhiều. Ở đây cũng là một cái tụ điểm giúp cho các cái bạn trẻ thanh niên nam nữ mà khi mà về sinh sống học các trường đại học ở trên Hà Nội về đây để mà làm một cái nơi mua sắm để cho cái trang phục cá nhân cũng như là mua sắm các cái vật dụng ở trong cái phòng trọ của mình. Và theo như nhu cầu của cái bà con cô bác thì Minh Toàn hôm nay đúng là đột nhập vào chợ Phùng Khoang để gửi hình ảnh đến cái bà con cô bác luôn. Đây là một số cái cửa hàng bán giày dép quần áo. Đó, Minh Toàn đang đứng tại đây là Minh Toàn đang mua đồ luôn. Thực tế là Minh Toàn đang mua đồ ở chợ Phùng Khoang luôn, bởi vì đồ ở đây thì giá rất là rẻ mà chất lượng rất là ok, cũng khá là ok. Đây, đẹp quá luôn ha. Đây thì cửa hàng không đẹp nhưng mà nhiều cái là về cái cách bán hàng cho đến mọi cái mẫu mã rất là đẹp luôn. Trong chợ Phùng Khoang rất là rộng. Và còn có bác. Ông chưa? Đây thì nhặt đây đái đi được. Thấy Ngọc với Xuyến bảo là chị bán ngày này nhưng mà em đi bao lần không gặp chị. Hôm nay mới gặp ấy. Cảm ơn chị nhé, em đi giao vòng đây. Đấy, các bạn thấy không? Là vào chợ Phùng Khoang, Minh Toàn còn mua đồ chợ Phùng Khoang được thì các bạn nói thật luôn là không biết là các bạn tầm các bạn như thế nào, nhưng mà ý Minh Toàn nói ở đây là chợ Phùng Khoang
là một trong những cái nơi mà mình có thể là lựa chọn những cái món đồ mà có thể nói là bình dân được ở trên vùng Khoang. Thì các bạn sinh viên mà ở Hà Nội này, nếu mà có dịp thì hãy về với chợ Phùng Khoang để chúng ta sắm những cái bộ đồ yêu thích của mình nhé. Đây có cả đồ lót của phụ nữ luôn. Nhiều bạn trẻ rất là thích đồ lót phụ nữ luôn. Nhiều mẫu mà rất là đẹp luôn. Giá cả phải chăng. Đây bác này, bác bán hàng đây rất là có tâm luôn. Nên khi mà các bạn về với chợ Phùng Khoang bảo ủng hộ bác nhé. Ông đang nói các bạn trẻ mà về chợ Phùng Khoang ủng hộ bác. Trong chợ Phùng Khoang thì bán rất là nhiều đồ luôn các bạn ạ. Túi sách này, quần áo, giày dép cho đến mọi thứ ở mẫu mã thời trang thì rất là bắt mắt luôn. Mà giá cả rất là phải chăng. Đây, bây giờ mình toàn sẽ đi một vòng quanh đây nhé. Để gửi hình ảnh cho Phùng Khoang đến cái bà con cô bác. Ngoài các mặt hàng quần áo đẹp rất là đẹp như này, còn có những cái túi sách rất là đẹp luôn. Đây, trước mặt bà con cô bác. Túi sách rất là đẹp luôn. Còn có các cái đôi giày của các em nhỏ. Đồng hồ này, đấy, đồng hồ rất đẹp luôn. Hôm nay chúng ta cùng khám phá chợ Phùng Khoang. Xem thì giá cả như nào, chúng ta có nên mua hay không. Đấy là một sự chọn lựa cho chúng ta mà, đúng không? Chăn gà gối đệm luôn. Đây. Để chăn gà gối đệm rất là cũng đầy đủ luôn ha. Áo gió 120.000 này, đấy, rất là rẻ luôn. 120.000 mà mình sử dụng, được sở hữu những cái bộ quần áo rất là đẹp rồi thì quá đẹp luôn ha. 80.000 này, chứ không phải 120.000 luôn. Đây, 80.000 này. Wow. Đó là quá nhỉ. 60.000 này. Wow. Và trong này cũng có những cái phụ kiện điện thoại mà giúp bà con của bác chúng ta có thể mua. Đây, phụ kiện điện thoại, cáp sạc tai nghe. Bông tai. Mua gì nữa không?
Hả? Đi vòng thẳng xuống thế này đi ra. Để quay một số cái hình ảnh. Mua được cái đồ kia chưa? Hả? Đấy, mua thêm con bò này. Bò đẹp này. Hả? Khai trương giảm giá. Khai trương giảm giá. Ừ, vào đây. Anh vào đây qua nhà em tí anh ơi. Quay nhà anh là hôm sau khách đến 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 đông ấy. Không, quần áo anh này rất là đẹp luôn mà mẫu mà giá nó chỉ là 99.000 này. Anh quay cả sang bên này nhá. Anh tên gì nhỉ? Hôm sau các bạn sinh viên về đây mua thì anh gọi em là quần áo này rồi. Quần áo à? Vâng, đây anh này anh đẹp trai này, anh bảo các bạn sinh viên về đây nhớ ủng hộ anh này nhé. Đây. Anh đẹp trai này. Nào đây anh ơi. Anh đẹp trai nào đây? Du lịch Việt Nam. Đấy, khi mà các bạn sinh viên về đây là một cái điểm mua sắm rất là lý tưởng cho các bạn nhé. Hôm nay là mình toàn cũng phục vụ theo nhu cầu của các bạn, là yêu cầu là về chợ Phùng Khoang để gửi lại một số cái hình ảnh về chợ Phùng Khoang. Nhưng mà bên cạnh đấy, khi mà mình toàn đi quay vlog thì cũng gặp một số cái yếu tố là người ta thấy cái máy quay người ta rất là dị nghị. Thành ra là mình toàn một số cái hình ảnh mà không biết là bà con của bác có được chứng kiến không, nhưng mà mình toàn sẽ gửi đến với bà con của bác một số cái hình ảnh mà về chợ Phùng Khoang nhé. Còn mình toàn đi quay như thế này cũng nhiều người dị nghị lắm, bởi vì thấy máy quay mà người ta dị nghị lắm, người ta cứ nghĩ là đi quay so sánh đấy thôi. Đây rất là nhiều mũ đẹp luôn ha. Và vào giờ này thì người ta cũng các cửa hàng chuẩn bị đóng cửa rồi nên mình toàn cũng đi ra ngoài đường. Đấy, mình toàn cũng đi ra ngoài đường. Phía ngoài đường này thì có rất là nhiều cái tụ điểm, ví dụ như là ăn uống này, bán hoa quả, quần áo. Đây, ví dụ như các mặt hàng ăn uống chẳng hạn đây. Ăn vặt và các cái quán mà bán về bán về hoa quả. Đây, bên này thì có bán về. Bên này có các bạn trẻ ngồi đang uống nước này. Đó. Và đây có bán quần áo này. Đây, thành lý toàn bộ cửa hàng chỉ có 10.000 đồng cho một sản phẩm. Nhiều giá luôn không? Đây là một cái tụ điểm để mà giúp các bạn sinh viên cũng như là các bạn mua sắm ở khu vực Hà Đông này có thể là về chợ Phùng Khoang này để mua sắm. Vâng, giao tiếp tất cả các thể loại luôn nha bà con cô chú bác. Chúng tôi bán phá ra hết bà con cô chú bác và dân cư sức cứu giải nào. Mang chỉ có hoa lâm như là một sản phẩm hàng mà thôi. Chúng em xin nhớ mắt lại. Giao tiếp tất cả các thể loại. Không có nhiều thân thân cứu giải nào. Bà con cô chú bác chơi. Thank you. Đây là toàn bộ cái chợ Phùng Khoang mà các bạn sinh viên có thể là về đây mua sắm nếu các bạn học ở trên đường Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội, hoặc là những bạn học sinh viên học gần quanh đây, hoặc là cô dì chú bác mà bà con cô bác mà có về với Hà Nội, về với Hà Đông. Đây là một tụ điểm mà mua sắm có thể Minh Toàn cảm thấy là lý tưởng so với cá nhân của Minh Toàn. Kênh của anh à, Du lịch Việt Nam Việt Nam Travel. Du lịch Việt Nam Hôm nay là một sự trải nghiệm của cá nhân Minh Toàn về chợ Phùng Khoang, thì rất mong quý bà con cô bác chúng ta có dịp về với chợ Phùng Khoang để chúng ta trải nghiệm thực tế về chợ Phùng Khoang này nhé. Bây giờ Minh Toàn video này Minh Toàn xin dừng ở đây, hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong những cái video tiếp theo nhé.